thì tôi cũng phải bàn đến bà con với một câu chuyện. Vâng, trước tiên thì tôi xin đọc để bà con chúng ta cùng nghe một cái công văn của một cái phòng giáo dục của một huyện. Vâng, xin mời để bà con tất cả chúng ta cùng nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Quảng Trạch, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch, phòng giáo dục và đào tạo, số 30-CV-PG-DDT về việc phê bình nhắc nhở giáo viên sử dụng mạng xã hội. Kính gửi hiệu trưởng các trường mầm non, trung học phổ thông và trung học cơ sở, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Ngày 12 tháng 1 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 111-CV-PG-DDT về việc chấn chỉnh việc sử dụng mạng xã hội, Internet và đăng tải các nội dung sai trái, xuyên tạc sự thật. Ngày 3 tháng 2 năm 2020, ban hành công văn số 12-CV-PG-DDT về việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, các đơn vị đã tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa tuyên truyền quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, dẫn đến có trường hợp vi phạm về việc sử dụng mạng xã hội, đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung sai trái, xuyên tạc sự thật. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê bình, nhắc nhở đối với các đơn vị, cá nhân. 1. Trường Mầm non Quảng Phương và cô Nguyễn Thị Xanh, trường Mầm non Quảng Phương. 2. Trường Trung học cơ sở Cánh Hóa và cô Trần Thị Hoàng Lan, trường Trung học cơ sở Cánh Hóa. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tập thể cá nhân bị phê bình, nhắc nhở, làm báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua đồng chí Trần Anh Tố, tổ hành chính trước ngày 12 tháng 3 năm 2020. Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trưởng phòng đã ký. Vâng. Như vậy là chúng ta mới thấy là ở đây thì cái công văn này đã phê bình hai trường, đó là trường Mầm non Quảng Phương và cô Nguyễn Thị Xanh, cùng với trường Trung học cơ sở Cánh Hóa và cô Trần Thị Hoàng Lan. Cái trường Mầm non Quảng Phương này thì tôi không để ý lắm, tôi không quan tâm lắm. Nhưng cái trường hợp thứ hai, đó là trường Trung học cơ sở Cánh Hóa và cô Trần Thị Hoàng Lan, thì ở đây nó chúng ta phải nên bàn đến cái vấn đề này. Vâng. Vậy bây giờ chúng ta thử xét xem là cô Lan đã vi phạm vào cái gì mà lại bị phê bình một cách gọi là nghiêm túc như vậy. Đó, tôi cho rằng là nghiêm túc nhá. Thì chúng ta mới thấy là ở trên trang Facebook của Lan Hoàng Trần, tôi nghĩ chắc là của cô Trần Thị Lan đó nhá, thì có cái hình ảnh. Vâng, đây chính là hình ảnh của một tên mà rất là quen thuộc với chúng ta, chắc là tất cả chúng ta thì đều đã rõ mặt cái tên này rồi, phải đấy. Và chúng ta thấy là đây là linh mục Đặng Hữu Nam, một tên chống cộng khét tiếng, một tên chống đối lại đất nước khét tiếng. Và có thể nói tên Đặng Hữu Nam này là một tên ngông cuồng nhất, một học trò xuất sắc nhất của Nguyễn Thái Hợp ở tại giáo phận Vinh về chống đối lại đất nước. Cho đến giờ phút này thì Đặng Hữu Nam đã bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam, và hai nữa là đang củng cố hồ sơ, và chỉ trong một ngày gần đây, nếu như hắn ta mà còn tiếp tục vi phạm pháp luật thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Đó là cái điều khẳng định nó là như vậy.
Như tôi xin giới thiệu lại với tất cả bà con về qua về nhân vật Đặng Hiệu Nam. Chắc là bà con thời gian mà theo dõi các bài nói chuyện của tôi ở VietVision cũng như sau này thì bà con thấy Đặng Hiệu Nam này là chống đối lại nhà nước Việt Nam một dạng có tổ chức. Và cái này thì cũng không nắm rõ, nhưng tôi xin khẳng định là nó có liên hệ với các cái hội nhóm chống đối ở nước ngoài. Vì nó thường xuyên trước đây khi nó chưa có lệnh cấm thì nó thường xuyên đi ra nước ngoài và đã có những cái tài liệu mà nó nhận tiền của những cái tổ chức ở nước ngoài và chính bản thân nó đã công bố lên trên mạng xã hội. Đó. Chúng ta còn nhớ chính Đặng Hiệu Nam này đã cầm đầu một đoàn con chiên rất đông hành quân từ ngoài Nghệ An vào trong Hà Tĩnh để phản đối Formosa. Trong khi đó, chúng ta thấy là tỉnh Nghệ An không phải là tỉnh bị ảnh hưởng của Formosa. Nhưng mà Đặng Hiệu Nam vẫn cứ cầm đầu đoàn quân đi vào với danh nghĩa là phản đối Formosa. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái bộ mặt đều cám của Đặng Hiệu Nam. Thứ nhất là tỉnh Nghệ An không phải là tỉnh ảnh hưởng của Formosa, không phải ảnh hưởng của cái chuyện xả thải của Formosa. Thứ hai là Đặng Hiệu Nam ở theo đạo Thiên Chúa và đáng nhẽ thì hắn ta chỉ được phép để hành đạo và có thể là dẫn dắt các con chiên hành đạo. Tại sao hắn lại đi tham gia vào một cái công việc mà tôi cho rằng nó gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội? Nhiệm vụ của Đặng Hiệu Nam có phải là như vậy? Trên thế giới này có linh mục nào cầm đầu những người đi biểu tình để phản đối lại đất nước? Rồi Đặng Hiệu Nam này, tôi đã giới thiệu đến bà con rất nhiều. Có hàng trăm bài nói chuyện chửi bới Đảng Cộng sản, chửi bới chính phủ, chửi bới đất nước và xuyên tạc tình hình ở đất nước rất nhiều. Đó. Có thể nói Đặng Hiệu Nam nó là một kẻ tội đồ của dân tộc. Hắn chưa bị bắt là vì cái sự nhân đạo của cái chính quyền Việt Nam và của lực lượng an ninh Việt Nam. Chứ còn nếu như rất nhiều người đã khẳng định, nếu Đặng Hiệu Nam này mà ở bất cứ một cái nước nào khác, kể cả những nước phương Tây, thì chắc chắn sẽ không thoát được khỏi vòng lao lý. Chúng ta còn nhớ Đặng Hiệu Nam này đã cầm đầu những con chiên đi tấn công vào những gia đình bên lương. Rồi hắn câu kết với tên Nguyễn Đình Thục và một số kẻ cũng là linh mục nhưng mà ngông cuồng đã chống đối tấn công lại cả lực lượng chức năng công an của tỉnh Nghệ An và rất nhiều những cái vụ tai tiếng xảy ra đều có khuôn mặt của Đặng Hiệu Nam tham gia vào. Có thể nói Đặng Hiệu Nam là một kẻ mà cho đến giờ phút này chưa bị bắt thì nó vẫn còn là một cái điều mà đang phải đặt dấu hỏi ở trước những cái người dân như chúng tôi. Chính vì vậy cho nên Đặng Hiệu Nam là một con người xấu xa, bị ổi chứ không hoàn toàn không có gì là tốt đẹp cả. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang Facebook của cô giáo Lan. Vâng. Thì chúng ta nhìn thấy cô có đăng một cái bức ảnh của Đặng Hiệu Nam và theo tôi được biết thì ở bên cạnh đây là một bức ảnh Đặng Hiệu Nam đang phát cho con chiên của mình khẩu trang để chống dịch. Điều này thì tôi cho là tốt. Và tôi nghĩ rằng có lẽ chính vì các cán bộ ở cái phòng giáo dục Quảng Trạch đó cũng nghĩ là đây là một hành động tốt. Nhưng chúng ta nhìn thấy là ở trên hình cái khẩu trang mà chính Đặng Hiếu Nam đang đeo đây thì nó lại in một hình một cái lưỡi bò và đánh một cái dây gạch nhân chéo. Vâng ạ. Ở đây thì chúng ta thừa hiểu là Đặng Hiếu Nam đang lồng ghép cái chuyện chính trị vào vấn đề chống dịch. Đó là phản đối cái chuyện đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cái chuyện phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc thì cả nước Việt Nam chúng ta đều phản đối. Chính phủ, rồi tất cả các tầng lớp nhân dân, các cơ quan ban ngành, Bộ Ngoại giao, vân vân, chúng ta đều phản đối, không bao giờ chấp nhận cái đường lưỡi bò bên phía Trung Quốc vẽ ra. Nhưng chúng ta có nên đưa vào trong cái công tác phòng chống dịch không? Vì cái công tác phòng chống dịch đó là công tác y tế và nó là công tác nhân đạo, cứu người. Chính vì vậy chúng ta không nên lồng ghép những chuyện nọ và chuyện kia. Thứ nhất là nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái công tác chống dịch và thứ hai có thể nó gây đến ảnh hưởng đến cả những cái mối quan hệ. Các bạn bè quốc tế nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào? Chúng ta có cần phải lợi dụng vào cái lúc dịch bệnh nó đang phát triển nó nhanh như này để mà phản đối đường lưỡi bò, để mà đấu tranh chính trị hay không?
Theo tôi là không. Và chính vì vậy, cho nên là Đảng Hiếu Nam đã lợi dụng vào cái chuyện đó để thực ra là gọi là đấu tranh với đường lưỡi bò của Trung Quốc, nhưng ở đây nó vẫn nằm trong cái mục tiêu sâu xa của bọn chúng, đó là muốn luôn luôn nhấn mạnh với nhân dân, với tất cả mọi người rằng cái chính phủ Việt Nam là lúc nào cũng làm nô lệ cho Trung Quốc, lúc nào cũng sợ sệt chính phủ Trung Quốc, vân vân và vân vân. Đó, đấy là một cái mục tiêu chính của cái lũ thù địch với Việt Nam và của cái lũ chống đối lại Việt Nam. Trong đó Đặng Hiệu Nam là một trong những nhân tố rất tích cực. Và chính vì vậy, từ cái hình ảnh của Đặng Hiệu Nam đưa lên trên mạng, thì cô Lan đã đăng lên với một cái, thực ra đây là một cách mà tôi cho rằng đấu tranh rất hiệu quả của một cô giáo. Vâng, tôi xin đọc cái lời bình của cô ấy đi kèm với cái bức ảnh. Nhìn khẩu trang của thằng cha Nam phát cho con chiên mà tôi cười phọt cả cơm. Răng hắn mần cha mà thèm ăn lưỡi bò hè. Ở đây thì đây là tiếng của địa phương Nghệ An. Răng hắn mần cha tức là chắc hắn làm cha mà thèm ăn lưỡi bò nhì. Đó, tức là ý cô Lan, cô nói một cái câu giọng điệu rất là châm biếm, hài hước và vạch bạch cái tên Đặng Hiếu Nam này lợi dụng vào cái chuyện nọ để xỏ chuyện kia. Đó, cô viết tiếp ở đoạn dưới là thằng ni mùa dịch càng điên mạnh, ha ha ha. Đó, thì cái câu thằng ni đây tức là thằng này, đấy, nếu dịch theo tiếng phổ thông của chúng ta thì thằng này mùa dịch càng điên mạnh, ha ha ha. Tức là ý cô muốn nói tên linh cẩu Đặng Hiếu Nam này này, mùa dịch này đâm ra càng điên mạnh. Vì chúng ta thấy cả thế giới hiện nay tất cả đang chống dịch bằng tất cả những cái gì có thể. Và chúng ta thấy là hầu như tất cả trên thế giới này, tất cả mọi chuyện đều được gác sang một bên để chống dịch. Nếu mà trước khi vụ dịch xảy ra, chúng ta thấy là nước nọ đấu tố nước kia, nước nọ đem quân sang nước kia, nước nọ tấn công nước kia, nước nọ phản đối nước kia, vân vân. Ở trên thế giới này loạn sinh động cả lên. Nhưng bắt đầu từ khi có dịch đến hôm nay, thì chúng ta thấy có vẻ như thế giới đoàn kết hơn rất nhiều. Những nước mà trước đây có vẻ tương đối thù địch với nhau, bây giờ còn viện trợ tiền cho nhau để mà chống dịch. Tôi nói ví dụ, Nhật Bản với Trung Quốc là hai nước mà luôn luôn có những cái hiểm khích rất lớn. Nhưng từ hôm mà Trung Quốc bị dịch nặng đến hôm nay, đã không biết bao nhiêu chuyến máy bay viện trợ hàng y tế một cách khẩn cấp từ Nhật Bản bay sang Trung Quốc. Rồi, ngay cả nước Mỹ, nước Mỹ có thù địch với rất nhiều nước, nhưng vừa rồi chính phủ Mỹ cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho những nước bị dịch tiền để tham gia chống dịch. Có thể nói thế giới của chúng ta khi có một cái vận hạn đó là dịch bệnh thì đã đoàn kết hơn trước rất nhiều. Và tất cả những thù hằn, tất cả những câu chuyện mà liên quan đến chính trị, liên quan đến vấn đề tranh chấp đều đã được gác sang bên để đoàn kết chống dịch. Vậy hành động của tên Nam này lúc này nó lại trở thành một hành động lố bịch. Và ở đây tôi xin nhấn mạnh với bà con là như này, nó không phải hành động tốt đẹp gì, nó không phải là nó muốn lên án cái đường lưỡi bò Trung Quốc, mà ở đây nó đang muốn cài vào vấn đề chính trị trong chống dịch để nó tuyên truyền. Và như tôi đã nói từ vừa nãy, bây giờ tôi xin nhắc lại cái mục đích của bọn chúng, từ cái bọn ba que xỏ lá bên kia, các thế lực thù địch, rồi cho đến cái bọn hoạt động dân chủ ở trong nước và bọn chiên ngạo như những tên Đặng Hữu Nam, tên Nguyễn Đình Thục này, tên Nguyễn Duy Tân ở trong miền Nam đó, thì bọn chúng luôn luôn khẳng định rằng chính phủ Việt Nam là quân hầu của chính phủ Trung Quốc, là nô lệ của chính phủ Trung Quốc, là phải nghe theo lệnh của quan thầy Trung Quốc, vân vân. Đó, chúng ta thấy từ trước nay bọn chúng vẫn tuyên truyền là như vậy. Và bây giờ tên Đặng Hữu Nam đang lợi dụng vào cái dịch bệnh này để cũng tuyên truyền theo cái mục đích là như vậy, chứ không phải nó phản đối cái chuyện đường lưỡi bò của Trung Quốc như tôi đã nói với bà con từ rất lâu rồi. Cũng như cái bọn ba que xỏ lá bên kia, chúng ta thấy nó luôn luôn nói rằng nó yêu nước, nó luôn luôn nói rằng thương dân, nhưng nó lại mong như cái dịch này này, nó đang mong cho dịch bệnh giết hết tất cả dân Việt Nam đi. Vậy bọn chúng có phải là thương yêu nước thương dân thật không hả bà con? Cho nên qua đây chúng ta mới thấy cái sự thâm độc của cái lũ chống đối lại đất nước Việt Nam nói chung và của tên Đặng Hiệu Nam nói riêng. Và ở đây tôi xin thay mặt nhân dân khen ngợi cô giáo
Trần Hoàng Lan đã dũng cảm đứng lên để vạch mặt kẻ cơ hội, kẻ lợi dụng khoác áo linh mục để làm những hành động xấu xa bỉ ổi để chống đối lại đất nước và nhân dân Việt Nam. Hoàn toàn chúng tôi ủng hộ và cổ vũ cho cái hành động của cô giáo Lan. Chúng ta cùng chung tay lại để vạch mặt những kẻ như tên Đặng Hiếu Nam ra trước ánh sáng, ra trước công luận, và một phần nào đó để nhắc nhở các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không thể để cho nó lộng hành lộng ngôn như cái thời gian vừa qua nữa. Vì vậy, có thể khẳng định hành động của cô giáo Lan là hoàn toàn đúng đắn. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái công văn của phòng giáo dục huyện Quảng Trạch. Và ở đây thì tôi xin nói như này, tôi đề nghị các cán bộ, đặc biệt là ông trưởng phòng đã ký vào cái quyết định ra cái công văn này, đó là phê bình trường và cái cô giáo, hai trường và hai cô giáo này. Cái trường mầm non thì tôi chưa biết hành động cho nên tôi không cần nói, nhưng về cái trường hợp của cô giáo Trần Thị Hoàng Lan này thì tôi xin khẳng định với ông trưởng phòng và tất cả các cán bộ ở phòng giáo dục huyện Quảng Trạch, cô Lan hành động rất đúng. Cô đã tận dụng vào cái chuyện mạng xã hội để vạch mặt những kẻ cơ hội, những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ mà muốn chống đối lại đất nước và con người Việt Nam. Chính các ông, hành động này là các ông đang tiếp tay cho kẻ thù của đất nước Việt Nam, tiếp tay cho những kẻ chống đối lại đất nước Việt Nam. Các ông không xứng đáng làm cán bộ. Tôi xin khẳng định là như vậy nhé. Cán bộ phải biết nhìn xa trông rộng, phải biết nhìn trên nhìn dưới, phải biết nhìn đúng sai. Ở đây hành động này của cô Lan mà các ông cho là sai à? À, cô giáo Lan mà các ông cho là sai à? Chắc các ông sợ rằng khi mà đụng chạm đến những kẻ như tên Đặng Hiếu Nam ở bên Thiên Chúa Giáo, các ông sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái ghế của các ông đang ngồi, có đúng vậy không? À, các ông mới có những cái hành động như thế này nhé. Tôi đề nghị các ông nhanh chóng rút lại cái công văn này và có những cái lời để cho tất cả mọi người hiểu rõ hành động của cô giáo Lan là hoàn toàn chính đáng và hoàn toàn trung thực, không có cái gì đáng phê bình cả. Qua đây tôi cũng đề nghị Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An xem xét lại cái công văn này và đề nghị, à xin lỗi bà con, đây là Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Trạch là của tỉnh Quảng Bình. Tôi đề nghị Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình hãy xem xét lại cái công văn này và xem xét lại người ký cái công văn này, xem đúng hay sai. Vì hiện tại bây giờ tất cả người dân chúng ta được quyền đứng lên để chung tay bảo vệ an ninh tổ quốc. Việc cô giáo Lan phê bình tên Đặng Hiếu Nam lợi dụng vào cái chuyện dịch bệnh đang lan tràn để mưu cầu mục đích chính trị, mưu cầu sự chống đối lại đất nước, đảng và nhà nước, vậy đấy là sai hay là đúng? Tôi đề nghị ông trưởng phòng giáo dục huyện Quảng Trạch hãy phân tích cho chúng tôi biết cái sai của cô Lan ở đây là ở chỗ nào. Đó, và tôi đề nghị ông phải giải trình đầy đủ. Nếu không thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên tiếng về vấn đề này nhá. Ở đây tôi cũng đề nghị tất cả người dân Việt Nam chúng ta đã nhìn rõ bộ mặt của tên Đặng Hiếu Nam nói riêng và những kẻ lợi dụng khoác áo Đạo Thiên Chúa để chống đối lại đất nước. Chúng ta không cho phép bọn chúng được đang sống ở trên đất nước Việt Nam, ăn những hạt gạo của đất mẹ Việt Nam, được hưởng thụ những bầu không khí trong lành của đất nước Việt Nam mà lại chống đối lại chính cái đất nước, chính cái chính quyền mà đang nuôi dưỡng bọn chúng. Vì vậy, chúng ta không thể dung túng cho những hành động của bọn chúng. Đồng thời, ở đây chúng ta cũng phê bình những cán bộ như các cán bộ của phòng giáo dục huyện Quảng Trạch không dám đứng ra để mà bảo vệ cán bộ, nhân viên của mình, không dám đứng ra để mà vạch mặt chỉ tên những kẻ đang chống đối lại đất nước, không dám đứng ra để mà chung tay cùng với nhân dân, cùng với tất cả các lực lượng cả nước chống đối lại các thế lực thù địch nó đang nhằm chĩa mũi nhọn vào đất nước Việt Nam chúng ta. Ở đây một lần nữa chúng tôi lên án phòng giáo dục huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã rất đưa ra một cái công văn sai trái như thế này, và chúng tôi đề nghị các ông hãy xem xét lại cái công văn này và hãy rút cái công văn lại ngay, lại càng sớm càng tốt. Một lần nữa đề nghị Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình hãy xem xét lại cái công văn này và trả lời cho người dân chúng tôi được rõ. Bài nói của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại. Thêm một ngày biến lo...
nặng mà lòng người rất đau. Trong lòng người